Vậy đặc biệt với cái bài tập này tôi sẽ giới thiệu tiếp với quý vị một số cái công việc sau đây nữa. Bây giờ chẳng hạn như thế này, tôi muốn làm cho cái vùng ảnh đó, bốn góc nó tối lên chút. Bốn góc tối lên chút thì tôi sẽ ứng dụng cái công cụ sau đây nè. Thì tôi sẽ dùng cái công cụ trước đây. Đây công cụ này, công cụ vòng tròn này chẳng hạn. Thì tôi vẽ bình thường ra vậy, bình thường vậy nha. Nếu như cũ thì những ship F7 hoặc là ship cần trên y á, nó lấy ngược ra ngoài. Ship cần trên y lấy ngược vòng tròn. Tôi xử lý bên ngoài cho nó đen nó tối lại. Thì có nhiều cách để làm đó. Thì có vòng tròn rồi chúng ta có nhiều cách để làm. Có nhiều người sẽ làm gì? Đây tôi nói là một cách mà gọi là dân nhà nghề hay làm đó. Chúng ta dùng đây tạo cái mặt nạ này. Rồi chọn hiệu ứng là chẳng hạn như crop để kéo cho nó đen xuống. Nó như vậy á. Như vậy mình thấy là như vậy thì nó quá tầm thường, nhưng mà tao muốn là cho nó mờ 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 vô nó mới đẹp. Thì như vậy mình sẽ phối hợp thêm cái lệnh sau đây, mình bỏ đi ra này không cần nữa. Thì ngoài các công cụ vẽ này ra, nó có một cái lệnh nữa là feather. Feather là mờ biên. Thì tôi sẽ vẽ vòng tròn trước này. Đây muốn làm mờ biên đi cho nó không có sắc bén nữa, thì tôi sẽ dùng cái lệnh là select nè, modify nè, feather, hoặc là chúng ta dùng chúng tắt là shift F6 cũng được. Shift F6 cái feather này tối đa nó là 255, thì ta cho trong khoảng cỡ 50 đến 100 là vừa cỡ này. Nếu shift F7 hoặc là shift continue đi ra ngoài lấy ngược ra, chúng ta cho feather nè, cho cái hiệu ứng này ta thấy nó sẽ khác hẳn nè, nó mềm, nó nghệ thuật hơn là nãy mình thấy nó bén. Thì cái này trong cái nhiếp ảnh hay trong vấn đề xử lý ảnh nó gọi là cái vignette, vignette nghĩa làm cho tối bốn góc, hoặc là có nhiều người thích làm sáng bốn góc vẫn được nè. Mục đích tôi làm gì để nhấn cái chủ đề bên trong, thì thường người ta hay làm tối chứ không làm sáng. Thì vậy ta đã thấy nè, chủ đề bốn cái là tối quanh đó là cái vignette. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp như sau, ngành nhân ơ gặp lại. Vì trong quá trình làm á, chúng ta có thể có nhu cầu để xử lý một mảng riêng biệt nào đó trên hình. Ví dụ như người ta muốn xử lý cái mảng cho cái cổ này nè, cho nó mất cái màu đỏ đi, áp sắc này đi nè, những khoảng này. Thì chúng ta sẽ áp dụng cái bài cũ, dùng công cụ này nè. Công cụ này mình đã học rồi, mình chỉ khoanh như thế này thôi. Khoanh như vậy nè. Cái chỗ này cần xử lý là khoanh như vậy thôi. Nếu như mình để giờ mình xử lý liền nè, mình thấy nó bén rất là xấu nè. Mình xử lý nha. Kéo về chẳng hạn vậy nè. Nó bị gì nó quá bán gì thế các bạn chưa. Nhưng nếu người biết biết xử lý thì không nên làm vậy. Có vòng tròn xong nha, tôi bỏ này đi, người ta sẽ cho feather cho nó mềm đi thì dễ làm việc. Dụ ship F6 nó cho 100 nha, 100 thì đã kéo nè, nó sẽ đẹp hơn. Được coi nè, thấy không, nó không bị bán. Cái feather nó hay vậy, nó làm cho cái lon tỏ ra được chưa nè. Rồi và đồng thời muốn giảm màu đỏ đi thì người ta thể kết hợp như sau, ta dùng thêm màu đỏ nha, red nè, ta bớt đỏ đi nè, bớt đỏ đi. Nó là coi cái hình nè, bớt đỏ đi, bớt đi nhiều, thấy rõ ràng chưa, nó sáng đẹp. Đó là do mà chúng ta dùng cái công cụ kết hợp fader. Nhưng mà bạn nhìn thấy nè, khi nó làm nó thấy chỗ này nó hơi bị ảnh hưởng, cái áo nó hơi trắng quá, muốn bỏ bớt đi thì chúng ta chọn qua bên đây màu trắng á, là có nè, ta dùng cụ rết, ta xóa đây. Không, cụ rết bây giờ ngoài chức năng là tô vẽ, nó còn cái chức năng là gì, bôi xóa những cái mặt nạ. Ta tô đen mặt nạ thì nó coi như xóa vùng này, ta bôi đen đây nè, thấy nó mất từ từ nè, mình cho thấy nhiều hơn tí đi, thấy nó mất từ từ ảnh hưởng. Công cụ rết nó còn thêm chức năng đó nữa, giúp cho chúng ta hỗ trợ về vấn đề xử lý mặt nạ. Đó là cho tôi giới thiệu thêm một công rớt, một công dụng mới của nó, cộng thêm cái feather của kết hợp các công cụ nó ra được như vậy. Giờ chúng ta sẽ gộp tất cả các lớp lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hoàn tất phần mà cái ảnh này bằng cách là ta sẽ chấm da như sau nè. Chúng ta thấy là ngoài công cụ rớt nó có chức năng nó ra, nó còn có thêm là tạo cái vùng tròn bằng Quickmask nữa. Quickmask là gì, là chọn nhanh á, thay vì mình phải dùng cái này nè, mình vẽ vậy
vẽ vậy nha, vẽ vậy, vẽ vậy thì nó không chính xác lắm, hoặc là ta dùng này ta vẽ đâu có tròn đâu, vẽ về giữ ship vẽ vậy cũng được, mà cách đó là không chuyên nghiệp. Muốn chuyên nghiệp thì người ta sẽ làm như sau nè, người ta sẽ chọn cái này nè, những nút đây ta chọn select area thì đó nó chuyển sang bitmark, mà thấy ra là bitmark nè, những đây là bình thường, những đây bitmark nè, bitmark là chọn nhanh đó, bitmark nó sẽ làm việc với cây cọ còn thêm tính năng mới nữa. Chọn đây mình cho cái feather 100% đi, thì cái tô ở đâu nó ra màu đỏ đó nha, mình tô đây nè, tô đây nha. Mình nên nhớ là khi công cụ mình á, mình để cấp lốc á, nó sẽ thành dấu cộng á, bỏ cấp lốc nó ra cái dấu công cụ được. Mình sẽ tô lên trên mắt nè, màu đỏ là mình thể hiện mình đang chọn con mắt á, vẽ chính xác hơn. Rồi mình trở ra lại nè, một bấm chữ Q, chữ Q á thì nó trở lớp bình thường nè, thành vùng chọn nè, như vậy màu đỏ trở lớp bình thường vùng chọn, nó có feather rồi, ta khỏi lo gì hết đó. Rồi khi có vùng chọn rồi, chúng ta chịu khó vô cái lệnh sau đây, lệnh là để kéo mắt cho nó bén lại nè, kéo mắt lại nha, canh lại nè. Người ta giảm màu đỏ mắt đi, thì chọn cái red, bớt màu đỏ đi, rồi chọn green, bớt đi nha. Thì bạn coi nè, mắt mình đỡ hơn đâu, nó đen đẹp hơn. Thì xin giới thiệu thêm một cái công cụ nữa là công cụ Rust, nhưng mà có tác dụng là hỗ trợ với chế độ bitmask để chọn vùng chọn cho cái hành, đó là công cụ Rust, người ta gộp lại. Rồi trong Photoshop nó có một cái lệnh chạy da rất nhanh, chúng ta thể chạy lệnh sau đây nè, lệnh này ta chưa có, đây là cái lệnh một dây tua đó, thì ta sẽ nói sau nha. Nhưng mà nếu muốn chạy da nhanh bằng Photoshop không bằng phần mềm đó thì chúng ta sẽ làm như vậy. Chúng ta cần cho Z lên lớp nè, chúng ta dùng cái lệnh là blur, dùng lệnh là median blur đây nha, dùng lệnh đây, nên có lệnh là surface blur nè, smart blur, surface blur nè. Đó, mình coi nè, ngày xưa đó là media, nó giờ đó là surface cho nó mịn nè, đáng mịn cái mặt. Thì khi mà nó tạo mà thấy nó láng, mà nó láng kể cả tóc cũng bị luôn, gì thấy rõ ràng chưa, cũng phần da thôi. Thì sau khi tạo xong rồi ta giữ alt tab, ta click chuột vô vùng chọn, lấy ngược vùng chọn, coi như đặt chưa xử lý gì hết. Bây giờ chúng ta thể hiện công cụ rớt nè, lấy màu trắng công cụ rớt cho khoảng cỡ 20% thôi. Tôi đang nói về công cụ rớt, công cụ rớt ngoài tác dụng là hỗ vẽ ra nó còn giúp cho chúng ta trên những mặt nạ để làm công việc rất tốt. Mình vẽ cái phần rớt, mình vẽ lên trên da nè, chỗ nào có rớt nó sẽ láng nè, nó láng da là sao, da sẽ láng lại nè. Da nó chỉ phần da thôi, không ảnh hưởng tóc với răng, mình tô phần da đây. Đây là cách là xử lý da bằng Photoshop mà không có phần mềm. Xử lý da không phần mềm. Đây bạn coi nè, thấy không, không phần mềm, nó vẫn láng được, nếu có phần mềm thì đẹp hơn. Rồi vậy là chúng ta đã vừa thực hiện xong một cái việc, đó là xử lý ảnh với sự hỗ trợ của Rust kết hợp nhiều thứ khác, đó là sự mở rộng của công cụ Rust.